Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi từ Bangkok đến thành phố khỉ Lopburi từ ga xe lửa Hủa Lam Phong. Một ga xe lửa khá là lâu đời và cổ kính của thủ đô Bangkok. Ga xe lửa này có những tuyến đi phía bắc và phía nam của Thái Lan. Giờ đây mình sẽ đi vào để mua vé và làm thủ tục check-in lên tàu để đi Lopburi. Let's go. Đây là bên trong nhà ga Hủa Lam Phong. Nhà ga này là lâu đời lắm luôn. Nó cũ mà bây giờ nó vắng, người ta chuyển ra hết bằng xưa nên người ta đi. Cái nhà ga hôm bữa đi bằng xưa, nhà ga nó mới khen. Nhà ga này giờ nó cũ, chỉ có vài đoàn tàu rồi. Đặt vé đi Lopburi, nơi có khỉ với lại mấy cái kiểu giống như Angkor Wat đi, những cái tháp cổ có khỉ. Chuyến đi 12 giờ 55, giờ 12 giờ. Nhà ga khá cũ, cổ kính. Bây giờ đi tìm line số 7 để đi Lopburi. Chùa mà ở trong cái phim ngày xưa tập bà hiển 21 211, anh không bảy không bị lây 12 giờ 55. Đoàn tàu của mình đang từ từ cập bến để đón khách đi Lopburi. Một số hành khách đang ngồi chờ sẵn. Chuyến tàu cập bến từ từ vé vô.
mà 3 tiếng đồng hồ ngồi tàu, vé không ghế ngồi, vé đứng 50 baht. Bangkok Ta Pha Hỉn, toa số 3. Toa số 3 đây, không ghế ngồi. Hy vọng là tàu sạch sẽ, cũng ok hỉ. Đừng ngồi gần toilet giống hôm bữa hỉ, ôi lắm hỉ.
đi xe lửa Thái là một cách lựa chọn tương đối là tối ưu, thoải mái, nó không có gò bó gồm nè, giống như ngồi trên xe van chật chội. Đó, bây giờ toa tàu còn có chừng 10 người, nhưng cái toa tàu giờ còn có 10 người. Cô này cũng một mình cô mà cũng chỗ luôn. Thank you.
ทุกขีโดดหนอขบวนเที่ยวนี้มาออกจากสถานีลพบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีบ้านหมี่ขออภัยค่ะขบวนรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีลพบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีโคกกระเทียมบ้านหมี่จำเสงช่องแคร์เป็นสถานีต่อไปค่ะTàu súp bớ, tàu nhìn bên ngoài đẹp ghê. Tạm biệt đoàn tàu. Xa xa đã nhìn thấy vài ngôi tháp đổ. Lấp Puri. Và đây là phía trước nhà ga Lấp Puri.Có chiếc sổng thẻo này chắc chạy vòng vòng đây thôi, mình thấy quanh quanh đây cũng có những điểm tham quan rồi. Đây có những tòa nhà, có những tháp đổ, dấu vết của một thời oanh oanh liệt liệt. Tháp Bandahin, Wat Bandahin được xây dựng bởi vua Narai, đại đế. Được trùng tu vào năm 1836, cái gì đây? Mấy trăm năm rồi.Quát ban là hai. Rồi đi tiếp. Phía trước nhà ga là cũng một công trình lớn. Mình đang đi vô không biết công trình nó công trình gì.
Shihab Shihabana Aha. Wat Rasi Ratana Mahathat là một tu viện tại tiểu khu Thahin, quận Mường Lopburi. Ngôi đền này nằm đối diện với ga xe lửa Lopburi. Được xây dựng vào thời kỳ nào không có bằng chứng rõ ràng, nhưng đã có nhiều lần tu bổ và cả dưới triều đại của vua Narai Đại Đế và vua Rameswar cùng Thượng Hoàng. Đây là ngôi chùa cổ nhất và nổi tiếng của Lopburi. Ngôi chùa này được xây dựng vào thời đại nào hiện chưa có bằng chứng rõ ràng. Bên trong chùa có một điều thú vị là một gian hàng để thay quần áo. Các căn phòng này là nơi để vua thay đổi xiêm y trước khi thực hiện nghi lễ tôn giáo. Ngoài ra còn có một vihan hoàng gia được xây dựng dưới triều đại của vua Narai. Một ngôi đền lớn, cửa vuông phong cách Thái Lan, trong các cửa sổ đục lỗ Gothic. Phía nam của ngôi đền luông đó là một Ubosot nhỏ với tất cả các cửa ra vào theo kiểu cửa sổ Pháp. Còn ngôi đền lớn xây theo kiểu chùa Phật bằng đá ong chét thạch cao. Mặt ngoài của ngôi chùa là một tác phẩm nghệ thuật. Có một mô hình vữa rất đẹp. Ngôi chùa này ban đầu dự kiến được xây dựng dưới thời đại Khmer cai trị và được sửa chữa liên tục. Vì vậy, nên các kiến trúc đã được trộn lẫn qua nhiều thời kỳ. Công trường, đại công trình.
có tháp thì bằng gạch, có tháp thì bằng đá. Ngôi này đó, ôi trời, xem ta còn nguyên vẹn. Bức tượng Đức Phật bắt đầu. Tháp cao nhất. Có hai người khách nước ngoài.
tiếng nước đổ. Ta đi hết một vòng quần thể thác quá rộng. Ôi, những viên hoa sứ đẹp quá. Giờ đi khám phá tiếp rồi, không thấy có cái gì. Bông ngủ u, màu là màu u. Lopburi. Nhà ga Lopburi. Xung quanh nhà ga còn vài ngôi tháp cổ. Quần thể luôn, như ăn co vậy đó. Nó sụp hết trơn rồi. Khỉ kìa, khỉ kìa. Con má chết mẹ rồi, đi đi xoài. Nó kìa mẹ đi, xoài đi. Khỉ, khỉ, khỉ. Cái khỉ kìa. Nó tới mình nè, tới mình thôi. Tình tứ nhau toàn khỉ là khỉ. Cầm máy quay á, mà quay khỉ nó đuổi quấn quá không quay được luôn.
thêm hai ông nước ngoài nữa sát nhập vào đội thấm thì. Chân chóc khỉ cho nhà cửa dơ trời. Khỉ đầy trong nhà luôn. Đó. Trời ơi kìa. Làm chùm luôn rồi. Cụ sở hữu luôn. Con cháu Tề Thiên Tề Thánh, trời ơi nó đông như quân nguyên. Còn những bác này bán đồ ăn đây sao, quay qua quay lại đã lụm đồ à hả, cái nít cây đuổi nè. Ôi ôi trên cây kìa, nó đu trên cây. Hết dám ăn luôn á. Đồ ăn bán đây nè. Rồi qua rồi lại cái này đó. Nhảy vô ăn nè. Đến Lop Buri, ngoài những kiến trúc ghi dấu thời gian như ngôi chùa Rang Samjot là một điểm không thể bỏ lỡ. Ngôi đền đã hơn 800 năm, được tính có từ thời đế quốc Khmer. Bên cạnh những giá trị lịch sử văn hóa thì Lop Buri là nơi sinh sống của hàng ngàn chú khỉ đang sinh sống chung quanh người dân ở khắp thành phố. Chính đây là những điểm thu hút khách du lịch đến với Lop Buri. Tháng 6 năm 2020, chính quyền thành phố đã ra quyết định triệt sản hàng trăm con khỉ để kìm hãm sự sinh sôi của bầy khỉ nhằm dễ kiểm soát hơn. Các bác sĩ thú y đã gây mê, triệt sản và để lại hình xăm đánh dấu trên từng chú khỉ.
chiến dịch này từng được thực hiện 3 năm trước do khỉ hay được du khách cho các thức ăn chứa đường như nước ngọt có ga, ngũ cốc, bánh, kẹo, trái cây làm chúng thừa năng lượng sinh sản nhiều hơn. Tháng 2 hàng năm là mùa du lịch cao điểm của Lopburi, nhất là ngày diễn ra lễ hội tôn vinh vua Narai, vị vua thứ 27 của vương quốc Ajutthaya. Lễ hội diễn ra vào 8 đến 10 ngày tùy năm. Từng đoàn người mặc những trang phục truyền thống đầy màu sắc, cưỡi voi, ngựa, diễu hành khắp thành phố, thực hiện các nghi lễ hoàng gia, biểu diễn nghệ thuật dân gian. Đi tới đâu cũng gặp khỉ. Thôi thì tràn lan từ nóc nhà kìa, trời ơi nó ngồi lên nóc nhà kìa. Đó. Nãy cầm máy quay mà sợ bỏ chạy luôn á. Chỉnh sao máy quay tối thui, làm máy quay được đâu.
bữa giờ đi gặp hoàng hôn không? Hoàng hôn, muốn hoàng hôn. Hoàng hôn trên lúc rin. Và đây là ga xe lửa lúc rin. Lúc rin. Máy nó bị trục chặt bây giờ. Còn 15 phút nó lên tàu. Mình đi quay khỉ tiếp. Bạn nào mà không muốn đi tàu thì đằng kế bên tàu là những xe bus minivan đi về Bangkok. Chợ đêm. Seven Eleven. Khỉ đi ngủ hết rồi, trốn trên nóc nhà hết rồi, bữa nay đầy đây luôn, giờ đi ngủ hết rồi, có đào tạo, nãy là mình sợ muốn chết, nó đông thôi, nó đông quá. Tạm biệt Lopburi. Tạm biệt thành phố khỉ. Giờ ta phải về Bangkok thôi. Trời cũng đã dần chiều và đường về Bangkok còn xa. Ngồi tàu từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng nữa mới về Bangkok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người vào video sau. Xin cảm ơn.